Trần Anh vừa về tiếp tục một mẫu cờ ru anh em ơi. Bần che nó bỏ một ghi bạc nha. Form dáng khá là chuẩn anh em ạ. Sơn si mẫu này chạy qua thời gian 5 tháng dập tuyết cạn trước cạn sau nè. Phía sau là chủ nhà chóe đèn mạc chrome hết toàn bộ rồi. 60 Đồng Nai 01258 anh em. Cạn trước có cạn sau có sơn dập anh em nha. Nước sơn rin vẫn còn. Phân khúc C em này chạy bao đậm. Chạy đâu đó lanh quanh rơi cho anh em là tầm 8 lít nha anh em. Đèn nè, đèn đuốc phía trước là sáng trưng. Kết hợp chúng ta sẽ có đèn gầm phá xương phía dưới. Biểu tượng của Chevrolet. Anh chị thấy Trần Anh về Cru nhiều không? Riêng Cru Trần Anh là về quá trời luôn. Anh em trải nghiệm vô phần nội thất nhé. Em này đăng kiểm tháng 2 2025 anh em nhé. Mẫu này vẫn đăng kiểm 1 năm cho quý vị. Ghế ở trong chủ nhà bọc mới tinh. Đây là dàn nội thất ở trong. Bọc full toàn bộ hệ thống ghế mới hết toàn diện rồi nha anh em. Sạch sẽ không? Đây nè anh em, vô lăng thích hợp là hai túi khí bên phụ bên tài nè. Lên màn hình Android. Hệ thống cúp điện khá là thông minh. Củ số nè, vân gai mới tinh. Vô lăng đẹp. Em này trợ lực dầu hết toàn bộ nha anh em. Bên đây chúng ta sẽ có hệ thống gương chỉnh điện, lóc kính, lóc cửa đầy đủ. Keo chỉ nè, keo chỉ là nguyên si hết. Em này đi xét nặng. Chạy đầm. Chạy 8 lít anh em nha. Anh em có tải anh em chở 5 người, chạy 8 lít luôn. Đây là gân nè. Chốt lục giác 7 màu này, những sóng gân ngoài không có dấu hiệu là va chạm. Bộ kính cửa tắp bi đẹp, sạch sẽ nè. Hệ thống keo là rin hết. Mở cốp nó có bô lên cho anh. Vỏ nè. Đây là dàn mâm, vỏ đâu đó còn được từ vỏ sau còn được 65%. Quay cặp vỏ trước như nhau, 65% nha cô chú anh chị. Ở trong chủ nhà cũng đã lên cho em nó một cái cốp điện. Khi bà con mở thì lập tức cái cốp nó bung nè. Keo là keo rin, nảy cách nhiệt là mới tinh. Hai bên là không có đâm pha lỗi lầm. Đây là phần cốp này anh em. 5 quả mâm đúc nguyên si nè. Nó cốp không có dấu hiệu là mục mọt nha cô chú anh chị nha. Đó, gia đình anh em đi mẫu rồi về chuẩn chu. Bên Trần Anh hỗ trợ góp mẫu này 30 triệu nha bà con. Mẫu này Trần Anh đang bán với một cái mức giá là 195 triệu mẫu này. Anh em mua Trần Anh sẽ bớt cho anh em 5 triệu còn 190. Đồng thời góp 30 triệu anh em đưa trước 160 triệu anh em lấy xe. Xe khá là chất, mặt sơ mi của em nó nguyên si, chưa có dấu hiệu mở. Em này máy số rin hết toàn bộ. Mặt keo đầu có mở rồi nha. Cái mặt keo đầu của người ta mở không phải là làm máy. Nhiều khi cái ron ở đây nó ngấm nhớt, thời gian nó chai, nó ngấm nhớt, nó khô, nó chai, nó ngấm nhớt ra ngoài. Bắt buộc chủ nhà phải thay một cái ron. Một cái ron nó chạy vòng vòng ở phía sau nè. Nó sử dụng toàn bộ hệ thống kem ngoài hết. Máy Ecotep nha cô chú anh chị nha. Hệ thống ổ ga của em nó nhận diện cảm biến từ chân ga cho bà con bác đây. Hệ thống cảm biến oxy, lốc lạnh, hệ thống rút bê nước, chưa có dấu hiệu là mở nè. Chủ nhà có thay là cái đường co nước nè. Đường co nước thì chủ nhà có thay lại, rút bê chưa mở nè. Rút bê chưa mở có nghĩa là máy ok hết nha bà con. Đẹp nha, hai bên là không có đâm pha lỗi lầm. Keo chỉ nó có bô rin nguyên, sạch sẽ anh em. Chạy em này nó đầm, với lại anh chị biết sao không, đồ đẹp. Em này thay thì rất là dễ thay, dễ sửa. Bà con quăng đâu cũng sửa được. Chứ nhiều khi bà con mua xe, bà con kêu ô cái đồ này không có. Xin lỗi bà con, vẫn có bạn đàng hoàng. Như VinFast đó, người ta nghỉ sản xuất nhưng người ta vẫn có đồ thay, phụ kiện thay cho anh em. Cho nên anh em mua xe anh em yên tâm. Vấn đề đó, được cho anh em. Hệ thống dàn nóng đang hoạt động. Đây là hệ thống ống dàn nóng nè. Bên kia là hệ thống ống nhôm, là ống dàn lạnh. Nha cô chú anh chị nha. Nhớt chủ nhà thay mới tinh là vàng ươm. Ở gia đình thì anh em lấy mẫu này về anh em chạy. Xương đầu đẹp là không có đâm pha nè. Và phía trong đây nó có sẽ có một cái cảm biến túi khí nó nằm ở đây. Cru cho anh nhiều lắm. Cru nhập về quá nhiều, đây là vàng cũng có nè. Anh chị không? Xe nhìn đẹp chất không? Vàng là bạc, có hết toàn bộ cho anh em nhé. Nói giá kể thì chị anh báo rồi đó, 195 bước 5 còn 190. Hỗ trợ góp cho anh em 30 triệu mẫu này luôn. Anh em nào thích mẫu Cru thì anh em alo cho Trần Anh ô tô. Đây là phần gầm nè. Gầm nè. Gầm bè là đẹp, không có dấu hiệu là mục mọt. Anh em thấy gầm Cru thẳng tưng không? Tại sao em này là biệt danh của nó là ông vua êm ái là vì sao? Đó, anh em phải hiểu nè. Thứ nhất, xét nặng, đi đầm. Cái thứ hai,
dàn khung gầm sexy của em nó cực kỳ dày và con ngồi lên và con cảm giác rất là an toàn. Và cái thứ ba, chạy cách âm tuyệt đối nha anh em nha. Cách âm em này tuyệt đối luôn. Cách âm em này tốt hơn những dòng phân khúc A, phân khúc B luôn. Bà con có tin không? Đó. Quá, nói chung là quá ok mẫu này luôn. Anh em nào quan tâm mẫu Crew 2011, alo cho Trần Hành Auto nha. Em see you and goodbye.